sốc nặng, diễn viên Lệ Hằng buôn chất cấm, mỹ nhân màn ảnh Việt vướng vào vòng lao lý giờ ra sao? Diễn viên Lệ Hằng, tên đầy đủ là Bùi Lệ Hằng, cô sinh năm 1975, quê quán tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Cô là một nữ diễn viên người Việt Nam. Lệ Hằng được biết đến nhiều nhất và nổi tiếng nhất vào năm 1997 với vai diễn Hoài Thatcher trong bộ phim dài 3 tập Xin Hãy Tin Em của đạo diễn Đỗ Thanh Hải. Từ năm 2012, cô giải nghệ và tên tuổi của Lệ Hằng cũng đã không còn xuất hiện trên các thông tin đại chúng. Năm 2023, diễn viên Lệ Hằng bị bắt vì buôn ma túy. Sinh năm 1975 tại Mỏ Thiếc, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, một vùng núi xa xôi, ít có điều kiện tiếp xúc với phim ảnh. Năm 18 tuổi, đỗ vào trường sân khấu điện ảnh Hà Nội và nổi tiếng với vai Hoài Thatcher khi vừa tốt nghiệp và ra trường năm 1997. Năm 1997, bộ phim Xin Hãy Tin Em lên sóng truyền hình quốc gia và trở thành một trong số những bộ phim kinh dị ấn tượng nhất về đời sống sinh viên. Phim tập trung miêu tả cuộc sống, cá tính của một cô sinh viên ngang tàng, quậy phá có tên Hoài Thatcher. Tên tuổi của Lệ Hằng phụt sáng với vai Hoài Thatcher kể từ đó. Là con gái, xinh đẹp, lại mang mác sinh viên, nhưng Hoài uống rượu, đánh nhau và quậy phá không thua bất cứ chàng trai nào. Mọi việc chỉ thay đổi khi cô va vào có tình cảm với Phong, một chàng trai hiền lành, chân thành và là dân gốc Hà Nội. Thời điểm đó, bộ phim và nhân vật Hoài nổi tiếng đến mức bất cứ cô gái nào có cá tính, ngang tàng, người ta đều ví với Hoài Thatcher. Trong những năm 1998 đến năm 2004, Hằng tham gia vào một số bộ phim khác nhưng không có vai nào vượt qua vai Hoài Thatcher. Dù trải qua nhiều vai diễn khác nhau, nhưng kể từ sau vai diễn Hoài Thatcher, cô dần như bị mất tên thật của mình vì rất nhiều năm sau đó, cứ thấy mặt Lệ Hằng, khán giả chỉ nhớ và gọi cô là Hoài. Chính Lệ Hằng cũng thừa nhận Hoài Thatcher là một cái bóng quá lớn khiến cô không thể vượt qua được. Cuộc sống của Hoài Thatcher những năm 2000-2008 khá êm ấm và hạnh phúc. Cô kết hôn sớm và sinh được một bé gái. Nữ diễn viên từng chia sẻ, tới năm 2007, mức lương của cô vẫn chỉ là 500.000 đồng một tháng. Toàn bộ tiền sinh hoạt của Lệ Hằng đều do ông xã chu cấp. Chồng và gia đình của cô đều rất ủng hộ cô theo con đường đam mê nghệ thuật của mình. Tuy nhiên, hạnh phúc và vinh quang của nghề diễn đã không giữ Lệ Hằng ở lại với sân khấu màn ảnh nhỏ quá lâu. Năm 2012, nữ quái nổi tiếng với màn ảnh nhỏ một thời tuyên bố giải nghệ. Kể từ đó đến nay, Lệ Hằng hoàn toàn mất tích khỏi showbiz Việt. Thậm chí những đồng nghiệp cũ của cô ở nhà hát tuổi trẻ cũng không rõ chị đang ở đâu hay làm gì. Sự vắng bóng của Hoài Thatcher đã khiến không ít khán giả từng hâm mộ cô cảm thấy tiếc nuối và hụt hẫng. Vào chiều ngày 23 tháng 4, lãnh đạo công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Thị Lệ Hằng về tội buôn bán trái phép chất ma túy. Trước đó, khoảng 20 giờ 10 phút ngày 10 tháng 3, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận Đống Đa làm nhiệm vụ tuần tra trên phố Khâm Thiên. Thời điểm này, cảnh sát đã phát hiện và bắt giữ Bùi Thị Lệ Hằng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Hiện nay, chị đang bị tạm giam tại công an Hà Nội để điều tra và làm rõ thêm.